nhận thấy tính hiệu quả của xu hướng cũng như là muốn đồng hành cùng với mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, thì FPT IS đã nghiên cứu và phát triển hệ thống phòng họp không giấy FPT Digimit, số hóa quy trình của các cơ quan nhà nước. Thì với giao diện hiện đại, thân thiện và hoạt động trên đa nền tảng thiết bị, có lẽ là sẽ mang đến cho người dùng những cái trải nghiệm mới mẻ. Thì ở đây có 3 đối tượng chính để sử dụng hệ thống. Thì đầu tiên là đối tượng là người chủ trì. Thì hệ thống sẽ giúp cho người chủ trì là dễ dàng điều hành, theo dõi xuyên suốt cuộc họp, cũng như là kiểm soát theo dõi nội dung mà những người tham gia dự kiến sẽ trình bày, để người chủ trì dễ dàng hơn trong việc sắp xếp thời gian cũng như là thứ tự ưu tiên những cái chủ đề để buổi họp đạt được cái kết quả tốt, cũng như là rút ngắn được cái thời gian, tránh phải là một nội dung mà phải họp 2-3 buổi. Còn tiếp theo là đối với người tham dự, thì như bình thường lúc mà hoạt động thủ công thì người tham dự hoàn toàn là chưa biết được là nội dung buổi họp sẽ là nội dung gì, và có thể là khi họp thì họ sẽ bị động. Thì nhờ có phần mềm này mà họ có thể là xem trước được những cái tài liệu họp, mà từ đó họ chủ động được cái nội dung cá nhân của họ, và khi vào buổi họp thì họ sẽ nêu ra được cái nội dung nó có ích cho buổi họp. Và thứ hai là nhờ có những cái hiệu quả đó mà họ rút ngắn thời gian và tăng được cái năng suất làm việc. Và cuối cùng thì đối với thư ký, thì nhờ cái hệ thống thì thư ký dễ dàng trong cái việc là tạo lịch họp, sắp xếp các cái tài liệu theo nhu cầu của từng người. Tại vì trong cái buổi họp của nhà nước thì những cái tài liệu là được bảo mật và sẽ sắp xếp phân quyền cho từng đối tượng khác nhau, có nghĩa là nó là tính cá nhân. Thì nhờ có cái hệ thống này mà thư ký có thể là nhanh chóng để làm được việc đó. Và có một cái hiệu quả cuối cũng như là một cái tiện ích rất tốt là hệ thống của mình là ghi âm được và áp dụng công nghệ để chuyển giọng nói thành những cái văn bản viết, mà từ đó là thư ký dễ dàng là và nhanh chóng xuất ra được những cái biên bản họp khi mà buổi họp kết thúc. Hệ thống FPT Digimit dễ dàng cài đặt và triển khai trong thời gian ngắn, mang lại hiệu quả tức thời cho đơn vị. Một số hiệu quả như là tiết kiệm 100% chi phí in ấn tài liệu, số hóa gần như toàn bộ quy trình của cuộc họp, giảm thiểu tất cả các việc làm thủ công, quản lý điểm danh cuộc họp nhanh chóng, chính xác. Các ý kiến phát biểu thì đi vào trọng tâm vì các đại biểu tham gia họp đã có chuẩn bị nội dung từ trước, và từ đó nâng cao được cái chất lượng cuộc họp so với khi mình họp thủ công. Cuộc họp diễn ra đúng thời gian và hiệu quả nên sẽ giảm đi số lần phải họp cùng một vụ việc nội dung. Các công việc sau cuộc họp được kiểm soát và liên thông chặt chẽ với các hệ thống phần mềm khác, như là ví dụ như khi mà một buổi họp, chủ trì sẽ kết luận các nội dung là sẽ giao việc cho ai để thực hiện tiếp theo, thì hệ thống sẽ lưu lại những cái nội dung đó và sẵn sàng kết nối được với các hệ thống giao việc khác để kiện toàn được cái và nâng cao được cái hiệu quả chuyển đổi số của cơ quan.